Trên quê hương tôi hoa tươi mừng khắp nơi, trời đất như vừa mặc thêm áo mới. Để từ về đây ta cùng đón mùa xuân. Tên đêm rồi là tên đêm rồi, trên cao nguyên hay đồng bằng hải đảo, giờ cờ hoa chào mùa xuân đang đến, mai cung đào rực rỡ chào xuân. Ta hân hoan chào đón mùa xuân. Trên đôi môi thơm vương nụ cười tươi thắm, rượu cạn ly ta chúc mừng năm mới, trẻ thơ cười được mừng tuổi ngày xuân. Quang Đậu xin chào các bạn. Sáng nay là sáng mùng 2 Tết, cả nhà ba mẹ con đi viếng mộ thăm các gia đình bà con. Còn riêng Quang Đậu thì cũng ở nhà, cũng quản lý nhà nghỉ và chăm sóc hai thú cưng của mình là Anty và Susu. Xin mời các bạn cùng ăn sáng với mình, mang bánh tráng. Nói thật các bạn, mình cũng phải làm một lon này. Ở nhà uống thì không sợ ai đo nồng độ cả, nồng độ. Xin mời các bạn, và mình cũng đây giới thiệu, đây là một cái món mà hàng năm bà xã mình ở Thu Nga là kho măng rất là tuyệt vời. Và nói với các bạn là măng này là của các cô bạn Nga gửi tặng quà Tết. Món măng này là gồm có bạn Phùng Thị Thu Nga, nhà xe Trung Nga Phan Thiết là một, và một người bạn ở cùng cơ quan là cô Thảo, cô Thảo ở phòng thu ngân cũng đã tặng măng này hàng năm. Nói chung là măng này bà xã mình đã kho măng rất đặc biệt các bạn. Nhưng mà trong dịp Tết này thì mình rất là bận biểu, không có thể giới thiệu được cái cách làm măng này cho các bạn thấy. Tại vì những năm trước mà mình chưa làm nhà nghỉ thì các bạn mình đến nhà thăm chơi mấy ngày Tết thì rất thích món măng này. Tại vì mùi vị nó rất khác so với các đại gia đình khác kho. Và ngay cả thịt kho nữa các bạn, con cháu của các anh em bạn bè đến đây là coi như là ăn sạch nồi là mới về thôi. Nói như vậy có nghĩa là không phải là các đại gia đình khác là nấu măng dở, nhưng mà thực tế ra là mỗi cái vị của mỗi gia đình thì nó có khác đó. Và ngay cả bánh tráng cũng vậy các bạn, ngay cả bánh tráng thì chỉ có bánh tráng của thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, của thành phố của tỉnh Bình Thuận mình, thì nói chung là măng này nếu mà mình nhúng nước nhiều thì nói chung là nó cũng không có chín gì hết các bạn đó. Mình gỡ ra vẫn được. Còn nếu mà bánh tráng Phú Long á, bánh tráng Phú Long Phan Thiết mình á, thì nếu mà nhúng nước như thế này coi như là nó dính cả chùm như thế này luôn, nó dính cả chùm như thế này là không thể nào gỡ được đó. Nhưng mà bây giờ các bạn nè, không tin là mình gỡ ra đó, mình gỡ ra từng mảnh là nó vẫn được đó. Đó là bánh tráng Chợ Lầu. Và còn củ kiệu này, củ kiệu, món củ kiệu này thì ăn rất ngon các bạn. Củ kiệu này thì bà xã mình cũng làm luôn. Thì ăn trong này thì cũng có cái quả ớt xin xanh thì không thể nào mà thiếu được. Thì mình thích ăn như thế này. Thì trong năm 2020 canh tí thì nói chung Quang Đậu cũng cuối năm thì chỉ đến nhà nhạc sĩ Vĩnh Lộc, thăm nhà nhạc sĩ Vĩnh Lộc thôi. Còn các anh em nhạc sĩ khác thì mình cũng xin hết sức là thông cảm cho mình, là mình không thể nào đến hết các anh em mình để mà thăm nhau được. Đó là cái điều là trân quý mà anh em mình rất là có tình cảm trong cái nghề nghiệp đồng nghiệp. Thế nên năm cũ những cái gì nó qua đi thì tôi qua đi, còn năm mới thì tất cả là những cái niềm vui là nó đều tới cho mình hết. Nói chung là công việc hàng ngày của Quang Đậu thì
thì trông coi nhà nghỉ. Hồi trước kia thì mình còn dạy các em là học đàn, học gan, guitar, nói chung là tất cả tất tần tật mọi thứ về âm nhạc, thì mình biết cái môn nào thì mình đều hướng dẫn cho các em môn ấy. Thỉnh thoảng thì cũng có các lãnh đạo, chẳng hạn như em Duy Vũ hiện bây giờ cũng mở một cái trường riêng là dạy ở thành phố Hồ Chí Minh. Em hồi trước là coi như là học sáng tác và học ở nhạc viện, qua sự hướng dẫn của mình thì em cũng đã thành công ở trong cái công việc về âm nhạc. Cũng xin thú thật nói với các bạn như thế. Và hôm nay thôi, mình cũng mời các bạn ăn sáng với mình, măng rồi bánh tráng rồi làm một lon bia, sau đó là mình xem tư liệu về kênh tin của các anh em bạn bè Facebook bạn, và có thể anh em mình chia sẻ với nhau. Bây giờ là mình xin chào các bạn, chúc các bạn trong năm mới Canh Tí cùng với gia đình hưởng một mùa xuân là an vui và phát tài trong năm mới. Xin chào các bạn.